thời điểm năm 1998-1999 theo xu thế chung của thị trường bấy giờ. Nếu không có công ty, tức là không có hóa đơn VAT, thì rất khó bán được hàng cho các công ty nhà nước. Sau một thời gian mở cửa hàng tại 63 King Yêu và 40 King Yêu, thì tôi thấy vấn đề xu thế mở công ty là bắt buộc. Do đó năm 1999-2000, sau một thời gian nghiên cứu, tôi đã mở công ty tên gọi là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ King Yêu, mang ý nghĩa là công ty đặt trên đường King Yêu và bao trùm ý nghĩa có thể là nhiều lĩnh vực khác nhau, không riêng gì lĩnh vực hóa chất. Sau đó thì là anh Đức tham gia với anh Việt. Tiếp theo thì anh Đức với anh Việt lại mời anh Thanh với tôi tham gia. Khi đó thì tôi với anh Thanh đang làm ở công ty Ito. Khi hợp tác tham gia vào hợp tác thì góp vốn, thì lúc đó thì vốn mới có 500 triệu thôi. Tôi thì góp 10% tương đương 50 triệu. Mà thực tế thì tôi chỉ có 30 triệu, còn 20 triệu thì tôi vay của anh Thanh. Sau khoảng 1 năm hợp tác thì rất là tiếc là anh Thanh với anh Đức thì lại rút ra khỏi công ty để phát triển riêng. Anh Đức thì phát triển công ty Bronap, còn anh Thanh thì phát triển công ty Ito như hiện nay. Thì lúc đó thì còn lại mỗi tôi với anh Việt thôi, thì kể ra thì cũng hơi bơ vơ, vì lúc bây giờ cũng chưa biết định hướng như nào. Thì lúc đầu thì đương nhiên nó chỉ là văn phòng, nó chỉ là 40 với cả 63 kinh nghiêu được ạ. Thì hồi đấy là văn phòng nó rất nhỏ. Khi tôi vào làm thủ kho ở kinh nghiêu, trên đấy là địa chỉ ở dưới, ở cái đấy nó gọi là dưới bờ đê. Thực ra là tôi cũng không biết rõ cái địa chỉ, nên là chỉ biết là ngoài bờ đê của Thượng Thanh ấy. Đấy, ngoài được đấy, ngoài bờ đê của Thượng Thanh, mà lúc đấy cơ sở vật chất thì cực kỳ là nhỏ bé, và mình đi thuê những cái kho rất là nhỏ và xấu xí, như không được như thế này. Cái đầu tiên mà chị đấy vào nhìn thấy, nhận là cái văn phòng gì mà nó bé tí đó. Cái nhà bé mà nó sâu, cái ngày trước cái 2015 này nó bé, nó cứ sâu hun hút đó, mà nó tối, nó không sáng như bây giờ đâu. Tất cả công ty chỉ có đâu hai cái máy tính để bàn, cái máy Win ngày xưa cổ ấy. Thì hồi đó là cũng không có internet đâu, chỉ có một số các anh chị chính thì dùng máy là chính thôi. Còn như bọn anh thì là phải tranh thủ vào là ngoài giờ, nghĩa là tầm mọi người về hết rồi, tầm 6 giờ đến 9 giờ tối thì là bắt đầu mình tranh thủ mình mới được dùng máy. Bởi vì cũng ít nhân viên nên là anh em thì hỗ trợ nhau được rất là nhiều. Ví dụ như là các sếp thì có khi hướng dẫn từ khâu là báo giá như thế nào này, hàng hóa ra làm sao này, có khi dắt thẳng xuống dưới kho để mà hướng dẫn từng mặt hàng, ngành hàng các thứ như thế nào, bảo quản độc hại ra làm sao. Nhà máy thì cơ sở vật chất được, trước đây thì đường xá ở đây thì nó người ta mới chỉ giải pây thôi, và mưa gió thì nó ngập lụt rồi nó bị nhiều hố ổ gà rất nhiều, thì nó không có đường đi xe cộ ở đây, rất khó khăn, xe lông ở đây gần như không chạy được. Lúc đó thì còn lại mỗi tôi với anh Việt thôi, thì kể ra thì cũng hơi bơ vơ, vì lúc bây giờ cũng chưa biết định hướng như nào. Mà tôi thì còn lúc bây giờ cũng còn khá trẻ, thì lĩnh vực hóa chất thì mặc dù nó tiềm năng nhưng mà cũng chưa biết đi đâu về đâu. Thì tôi với anh Việt thì cũng chỉ biết lúc bây giờ cũng chỉ biết là làm và làm thôi, chứ cũng không có tính toán gì quá xa vời. Hồi mới vào là anh hỏi anh phỏng vấn chị, vẫn nhớ là anh hỏi chị là thế bây giờ có cái chén thì em làm nào em bán được cái chén. Mình bây giờ cũng chẳng nhớ được câu trả lời của mình ngày xưa. Nhưng mà lôm ra là anh bảo là bây giờ phải có mấy cái kỹ năng mà em phải biết này. Chất liệu thì ai cũng biết này, công dụng thì ai cũng biết để làm gì. Bây giờ làm nào để bán được? Một là em phải bán giá rẻ, nếu mà chất lượng của mình nó không được khẳng định. Hai là đã khẳng định rồi thì em phải dựa vào thương hiệu hay dựa vào mối quan hệ, đáng lẽ 1.000 mà em phải bán được 10.000 thì mới là giỏi. Làm nào để bán được 10.000, chỉ có cách là gọi là làm nào để cho cái thương hiệu của mình mà người ta cảm thấy là ôi cái chén này nó thực sự là có giá trị. Rồi chị sang thì bắt đầu chị làm là chị vừa làm kế toán, chị vừa làm kho, làm công nợ trên phòng. Cái lúc nào mà cần xuất hàng thì lại xuống tới tầng hầm để lấy hàng. Mà cái tầng hầm thì ngày trước nó cũng chưa được anh cải tiến như bây giờ đâu. Nó ẩm mốc, mà nó hàng hóa nó chưa có những cái giá để hàng, không chuyên nghiệp lắm đâu. Nó cứ từng hộp nó chồng lên nhau. Mỗi lần lấy cái hàng ở dưới là lại phải cho hết những cái, dỡ hết những cái thùng hàng ở trên rồi mới lấy được cái thùng hàng ở dưới, xong rồi lại xếp lại.
về công ty thì Việt nó có nói là ăn ạ, ăn bây giờ thì ăn giờ thuê cái kho ở bên hóa dược ấy, cái lúc cái kho hóa dược nó sơ sơ lắm, không biết đâu. Cỏ mọc tùm chứ, mưa nước lội cũng phải đi dìu ủng mà, là để cái phi mưa nó còn lội, phi không nó còn lội trôi lần bần ở trong cái ở cái sân bãi ấy. Sau để mua rồi sau rồi bảo về với bàn xếp Việt kia về rồi giờ phải mua lên 5-6 xe cát ấy, đổ vào đấy để mà làm. Cái xe cát thì mỗi lần vần phi nó lặng, nó cứ chìm nặng lắm, khổ. Năm nhiều lúc cũng phải vất vả quá. Vần lên xe là 3 người. Thế là một người ở trên nôi như kéo pháo và hai người dưới đẩy lên. Đấy, mà những cái phi coi như là H2S4 là nó khoảng tầm 3 tạ 8 đến 4 tạ. Thế còn những phi nao H32% thì nó cũng ngót 3 tạ. Thế còn nhẹ nhất là Javen và HCN là nó 250 cân một phi. Và thường xuyên cái trường hợp mà nó vỡ xung hòa ra đất là rất nhiều. Khi nó vỡ ra ấy, gần như hồi đấy là bọn anh có cảm giác nó không sợ, đều lao vào để dựng cái phi lên. Chấp nhận nó có thể nó dây ra ngừng thì không sao, nhưng mà đúng thật sự là ngày xưa lúc đấy thứ nhất là khỏe, thứ hai là làm việc nó cái sự hăng say ấy, nó lao vào như đầu óc mình gần như mình hơi kém kiểm soát. Chứ bây giờ mà nghĩ lại cái cảnh ngày xưa thì không dám làm. Thì là bị một quả e cái máy bơm ấy, nó toàn không khí nó bị hơi lọt hơi vào cái đường đẩy lên ấy, đường. Thì không biết thì đúng là từ ngày chú làm chưa bị quả nào như thế, nhưng cái quả là chú sợ nhất. Tháo máy acid sulfuric thì tôi đã để sơ suất và kéo ống mạnh quá đã để bắn vào tay, và đây là cái vết tích mà còn để lại, cũng là bài học cho mình là sau này. Thì cái ngày đầu tiên thì anh Hải làm về cấu cạn, thì anh Hải có kéo anh đi và làm đầu tiên phải nói là công ty bên Công Ngạn, nhiệt điện Công Ngạn. Thì lúc đấy là anh không biết gì, mà lúc đấy thì anh Hải cũng là người tìm tòi mầy mò. Sau đó làm từ cái nhiệt điện này sang nhiệt điện khác thì rút được rất nhiều kinh nghiệm. Thứ nhất là con người cũng không có, công nhân ở đấy rất hạn chế. Thì cứ anh em vừa là lái xe này, vừa là công nhân này. Xong rồi đến khi tẩy rửa ở đấy thì nó cũng chỉ có 5-6 người thôi, thời gian nó kéo rất dài, máy móc thì sơ sài, rồi đa số ngày đấy nó không có tanh tét như bây giờ, nó chỉ sử dụng phi thôi. Cho nên bơm phi một cái bồn, một cái bình hương của Công Ngạn nó nhỏ, nó không nhiều, nó chỉ có 8-10 khối thôi. Nhưng mà nhà mình mà nếu có 8-10 khối là bơm ít nhất là 40-20 phi thì mới điền được đầy cho người ta. Và khi mà tuần hoàn ấy thì cũng không có vật dụng để tuần hoàn ra ngoài, thì cũng là tuần hoàn tại chỗ thôi. Khi làm cái đấy thì mình không tưởng tượng nó là cái gì. Chỉ đến đấy mà thấy có hai cái bể rất lớn, so với mình nó rất lớn đấy. Và mỗi cái bể nó có hai cửa trước, hai cửa sau. Mình còn chưa biết mở trong nó ra nó có cái hình gì bên trong. Đến khi hỏi bên kỹ thuật bên Công Ngạn thì người ta bảo là mở cái đấy đi ra, khi mở ra ấy, thì nó rất nhiều đường ống. Mỗi cái đường ống dài tương đương 8 mét. 8 mét sau đó người ta nói là nó rơi vào đâu hơn 4.000 cái đường ống như thế. Và đường ống bằng đồng. Thì đường ống đồng thì ngày xưa người ta thiết bị người ta hoàn toàn chạy bằng nước, tức là nước thô ấy, chưa qua xử lý. Sau một thời gian chạy thì nó bị cặn bẩn, canxi rất nhiều. Và cái thằng ở nhiệt độ ở trên thì nó lại bị thằng cặn silic nó vào. Thì ống của người ta là ống 21, mà khi mở ra thì ống lúc đấy nó chỉ còn ống 12 hay 13 thôi, gần như lấp hết lỗ. Thế là khi mình tẩy thì kinh nghiệm chưa có, thì khi mình tẩy mình ngâm nó vào thì cái canxi ấy, nó sập xuống. Đầu tiên thì mình cứ nghĩ là nó mủn ra thì nó chảy từ ống sẽ rộng ra dần, nhưng mà khi nó sập nhanh quá ấy, thì nó bịt kín ống luôn, nó không còn cái đường để nó chảy nữa. Thế là lúc đấy bắt đầu mới nghĩ ra cái trò là ngoáy lỗ tai, thì lấy cái bơm cao áp xong nó ngoáy nó ra xuyên qua đường ống, cứ một người đầu lỗ bên này, một người đầu lỗ bên kia, để ngoáy từng cái lỗ đấy, mà mấy nghìn cái lỗ đấy thì cứ đấy bốn anh em, cứ hai anh em bên này, mà trong đấy cái nò đấy thì nước nhảy, một bên nó là nước lọc, một bên là nước nóng, một bên là nước lạnh, chứ nó là cứ lọc lạnh bất thường nhảy, chứ nó không phải là nước bình thường. Cái khi mà mở lò ra mình để anh em mình chút vào để xịt rửa thì cái mùi hóa chất nó cay lồng, mà nó cay hết cả mắt lên, nó mùi như kiểu mùi formalin ấy. Anh em vào, nếu mà vào phòng nào có formalin họ sát khuẩn, mùi nó ít ra như thế, cay hết cả mắt, chảy cả nước mắt ra. Không là anh em chui ra ướt từ đầu đến chân, không là
có khi đứng trước cả camera người ta xối nước lên người rồi các thứ buồn cười lắm. Nhưng hồi đấy vì sao anh em mới phát hiện là có camera với bảo chết rồi nộ hết cả hàng ấy. Cái năm đấy là nhà mình nó cũng bị vướng nhiều về cái phần mảng về thiết bị ấy, nên là nhà mình cũng nhập một cái lô hàng thiết bị của bên Trung Quốc về. Nhưng mà khổ nỗi là cái chất lượng em mà Trung Quốc mình không kiểm định được, là nó cũng là đồ điện tử mà, nên có thể là nhập về mình dễ bán hay như thế nào đấy. Cái năm đấy là cái lô thiết bị đấy về nó cũng lâu lâu lắm, nên là một cái lô mà nhà mình ôm với thời điểm đấy là phải nói là cũng giá trị so với cái nguồn kinh tế của nhà mình. Năm đấy là lúc bấy giờ các sếp cũng căng thẳng, phải nói là căng thẳng. Anh Việt thì anh Hải thì vẫn muốn bán là mình phải bán cả hóa chất và cả thiết bị thì để cho mình song hành vì là người ta dùng cái gì cũng có. Nhưng anh Việt thì thấy nó đã đến mình đã không có tiền để chớ một cái lô thiết bị nó về nhiều quá mà mình lại chả bán được. Xong để thì để mấy năm trời nó cũng bắt đầu và nó có hiện tượng rỉ ra, chóc bong chóc và rỉ. Nên là các sếp cũng bất đồng quan điểm với nhau. Ngày trước thì mình chưa vay ngân hàng, mình dùng bằng vốn của mình. Nên là có bao nhiêu thì mình sử dụng bấy nhiêu. Nhưng mà có những lúc rất là căng thẳng, phòng mua hàng xuống cứ giục thanh toán để còn lấy hàng thì là có những hôm rất là mâu thuẫn. Bởi vì văn phòng nó nhỏ và ít người nên là ăn cơm ấy thì có khi mọi người tập trung chỉ có 2-3 mâm thôi. Ăn xong là tất cả chị em gái lên trên phòng tầng cao nhất ấy ạ, phòng của cô Thúy ấy, xong rồi ngủ ở đấy. Ngày nào cũng như ngày nào như thế. Ngày đấy cô còn khó khăn, cô ở 25 thì các sếp cho cô ở đấy. Thế là cứ chiều cả một ngày phục vụ xong rồi thì mọi người đều ra về thì cô rất là buồn. Có lúc cô chảy nước mắt, cô bảo là có thể mình sẽ ở trụ lại công ty được hay không. Vì lúc đấy cô cũng rất nhớ nhà và nhà rất nhiều khó khăn. Thì cô khóc, lúc đấy cô khóc. Nhưng rồi cô sẽ vượt qua được đến bây giờ. Thằng người lái xe thì nó rất là khổ. Khổ không phải là về cái ngồi trên bu lăng, và nó sẽ có nhiều cái yếu tố nó đưa ra, ví dụ như là đi chở hàng. Nhưng ngày xưa là bên nhiệt điện giao cho nhiệt điện Hải Phòng, có những thời điểm là ngồi lên ở đấy là 2-3 ngày do mẫu rồi do giấy tờ rồi do tất cả các cái nhiều cái nguyên nhân nó gây ra. Có khi là coi như là đi mua từng cái bánh sofa về ăn, xong rồi ăn xong rồi nó lại còn bị say ngọt. Cũng giống như kiểu bây giờ là thời điểm này là đang giao cho cái công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn. Công ty đặc điểm là cái là không cho phép mang cái nước có màu và thức ăn vào. Thì mình cũng là người đi những chuyến đầu của giao sút ở đấy. Thì mình là lái xe với cả cậm hay phụ xe đợt đấy là Đại. Thì hai chú cháu có nghe đợt đấy là hàng của họ là yêu cầu cần nhiều, mà mình vào giao là gần như là 24/24 trong vòng tuần đầu đấy. Thì hai chú cháu vào cái giữa trưa mùa hè tháng 5 của Thanh Hóa, các cậu cũng biết rồi, cực nóng. Hai cô cháu vào thì vẫn phải tuân thủ thôi, mặc quần áo, giải bạt các thứ đầy đủ trong đó. Cái đó là giám sát là Độ bây giờ lái xe ấy. Thì là Độ cũng hỗ trợ, thế là ba anh em. Nhưng mà lúc đấy là Độ đi làm giấy tờ để nhập. Thì hai cô cháu thao tác nắp xong thì căn bản với cái thể lực mấy cái làm 24/24 như thế. Hai cô cháu tưởng ngất ở trong đấy vì cái trời nắng, trong khi đó không có một chỗ chúi. Bây giờ mặc quần áo vàng chui trong đó, ngồi ở chỗ mát mà gầm xe chẳng hạn thì tuyệt đối ở trong đấy là họ không cho ngồi. Vào và khi lấy mẫu xong cái thì là ngồi chờ mẫu có khi 3 tiếng, 4 tiếng ngồi đến đấy, xong rồi là bơm hàng thì ngược. Trong lúc chờ đợi thì người ta không cho nổ máy để nhiệt độ để mà ngồi trong xe, mà bắt buộc phải ngồi ngoài trời. Mà nhà máy thì xung quanh thì toàn coi như là bê tông với cốt thép, nó tản nhiệt rất là lớn. Nên ra là khi bơm hàng xong thì lúc nào cũng phải, nếu mà xui xẻ thì cũng tầm khoảng 4 giờ là 16 giờ chiều mới ra được, lúc đó mới được phép được ăn cơm trưa. Đó là những cái thời điểm là lái xe rất là khổ, những cái đơn hàng nó vướng mắc do cái đặc thù cái cơ chế làm việc của người ta. Cuối năm họp về công ty đấy, vì những người mà làm công ty và thần đạt các thứ rồi có cái trách nhiệm về công việc các thứ đấy thì công ty thưởng cho chú. Thưởng cho chú một cái tivi. Đấy, chú mừng. Mừng với chú họp lại tất cả anh em trong đội của chú ấy là về liên hoan.
khi đang mọi người đang ngồi chăm chú ăn thì có sếp đi về và một số anh em làm thầu về, thì bảo hôm nay mình trúng được cái thầu 89 tỷ thì tức là lúc đấy thì mọi người đều ồ lên và rất là phấn khởi. Tức là mọi người nghĩ là tại sao mình lại trúng được một thầu, một con số nó lại đẹp như thế, chắc là công ty mình sẽ phát triển rất nhiều. Không thể hình dung được là lúc đấy tất cả mọi người đều vui sướng và đoàn kết như thế nào. Thì cái nghề của mình thì nó mình phải theo cái nghề, thì công việc công ty đã đặt ra thì mình phải hoàn thành. Thì không những bữa liên hoan mà nhiều bữa liên hoan cũng phải đi thôi, chứ không phải là vì cái bữa liên hoan đấy. Có nghĩa là anh em kể cả hôm tất niên vui nhất của trong năm thì anh em có lịch thì vẫn cứ phải đi, hoặc là những cái hôm trong tổ hoặc là những kỷ niệm gì của công ty anh em cũng phải đi. Một có lệnh là anh em phải bàn giao cho mình phải hoàn thành. Thật sự ra ấy, kinh đã bảo vừa lấy bảo cái nghề rồi thì không được phép tủi thân. Cái nghề này không có điệu được. Cái nghề này không được phép tủi thân. Sau một thời gian hoạt động, tôi nhận thấy tên Kim Ngưu mang tính chất địa phương. Người dân ở các vùng miền khác và người nước ngoài rất khó phát âm. Vì thế chúng tôi đã nghĩ đến một cái tên khác và lựa chọn tên Việt Chem, bởi nó dễ nhớ, dễ phát âm và ý nghĩa là Việt Nam Chemical, hóa chất của người Việt. Chúng tôi mong muốn sau này có thể tự sản xuất được hóa chất và mang hóa chất của người Việt đi xa hơn. Ngay sau đó, chúng tôi đã đăng ký bảo hộ thương hiệu Việt Chem với tên miền chính là vietchem.com.vn. Tính tới thời điểm hiện tại, Vietchem đã xây dựng được thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành hóa chất và thiết bị tại Việt Nam. Cùng với đó là mở rộng quy mô văn phòng tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Nhà máy đặt tại Hưng Yên với diện tích hơn 70.000 m², cùng với hệ thống xe vận tải hiện đại, các kho cảng sức chứa lớn tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng, khu công nghiệp Gò Dầu, Đồng Nai. Theo tôi đánh giá thì có một vài yếu tố mà giúp cho Vietchem phát triển được như ngày hôm nay. Đầu tiên phải nói là yếu tố con người. Ngay từ đầu thì chúng tôi đã chú ý đến việc là phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể là chúng tôi mạnh dạn tuyển dụng hơn, rồi chúng tôi mạnh dạn chia sẻ lợi ích nhiều hơn. Các chế độ đãi ngộ so với thời điểm đó, so với các công ty khác tại thời điểm đó thì là chúng tôi cởi mở hơn và cao hơn. Cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố về mặt kỹ thuật và công nghệ, thì chúng tôi những năm đầu tiên thì chúng tôi đã đầu tư phương tiện chuyên chở hóa chất, rồi đầu tư do bơm rót hóa chất mà so với các công ty khác thì thời điểm đó là không có. Đây nó cũng là một cái lợi thế cạnh tranh của Kim Ngưu. Yếu tố thứ ba nữa cũng cho rằng cũng rất quan trọng, đó là đầu tư cho thương hiệu. Ngay từ những năm 2003-2004 trở đi thì chúng tôi đã đầu tư cho quảng cáo. Thì mặc dù là ngành hóa chất là ngành đặc thù, nó không liên quan đến nhiều quảng cáo, nhưng chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư cái biển quảng cáo trên đường Bắc Thăng Long Nội Bài. Lúc đó nó giá trị nó khoảng 20.000 đô. Rồi đến năm 2005 thì chúng tôi lại đầu tư tiếp một cái biển nữa, là biển quảng cáo ở trên đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Thì lúc đó cái biển nó giá trị khoảng độ 30.000 đô. Đấy là những cái mà bước ngoặt nó tạo ra cái uy tín cũng như là thương hiệu của phát triển được cái thương hiệu của Kim Ngưu lên, khiến cho khách hàng biết đến nhiều hơn. Thời điểm đấy nếu tưởng tượng ra là một Vietchem bây giờ thì chắc không tưởng tượng là được. Nó có một cái giai đoạn gọi là dậy thì ấy, nó trưởng thành quá nhanh và nó phát triển đến thời điểm này. Thì mình ngồi ở đây bảo ôi, ngày xưa mình cứ bảo là mình làm việc công ty nhỏ nhỏ, chứ bây giờ mình làm việc công ty kinh khủng ở đây. Cũng sánh vai mà tên tuổi ở đâu cũng biết thế này. Thành đạt lắm, bài bản từ con người nó thay hẳn rồi. Đấy. Ngày xưa nó ít lắm, nó cứ lồng khổ. Nhưng bây giờ là từ con người nó thay đổi này, về làm ăn này, cái đường đi lối bước của Xuân Hải với Việt khác hẳn hơn trước nhiều. Từ lúc nhỏ đến lúc Kim Ngưu lớn nó lại trưởng thành, phát triển không ngừng, phát triển to luôn, như là một người con mà không thay kịp áo quần cho con ấy, không thay kịp áo ấy. Thì trước tiên là cũng phải cảm ơn ban lãnh đạo. Thì mình cũng làm, vừa nãy cũng bảo là mình làm cũng ở Vietchem này cũng 15, bước sang thứ 10 rồi. Nên sự quan tâm của lãnh đạo cũng là lôi kéo anh em và gắn bó hơn và quyết tâm hơn.
Thứ nhất đấy là cái sự hoành tráng là một. Thứ hai đó là sự đoàn kết. Và thứ ba đó là sự hỗ trợ. Đấy là ba cái mà chị rất là muốn nói đến cái mô hình của Viettel bây giờ. Trong tưởng tượng của tôi, Viettel ở tương lai sẽ có một tòa nhà trụ sở lớn đặt tại trung tâm thành phố Hà Nội. Ở đây thì sẽ là nơi đất lành với nhiều điều kiện phát triển, quy tụ được nhiều nhân tài. Và tôi cũng mong muốn được nhìn thấy hình ảnh mà thu nhập 30 đến 50 nghìn đô một năm của anh chị em cán bộ nhân viên làm tại Viettel trong vòng 10 hay 20 năm nữa. Xa hơn nữa thì tôi thấy chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất được những loại hóa chất có chất lượng cao, có ý nghĩa, phục vụ cho người dân cũng như nâng cao chất lượng đời sống xã hội. Sau khi nhắm mắt và tưởng tượng, tôi mong muốn chúng ta có con tàu biển mang tên Viettel để vận chuyển hóa chất của mình đến bất cứ nơi nào trong nước và xa hơn là quốc tế. Điều đó đáp ứng được bài toán tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng cho khách hàng. Đấy là ước mơ của tôi trong nhiều chục năm nữa. Và tôi cũng mong muốn nhanh nhất là năm 2022 sẽ đưa Viettel lên sàn chứng khoán của Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh hoặc xa hơn nữa là Singapore. Hành trình được bắt đầu từ cái tên gần gũi Kim Ngưu, theo dòng thời gian nay đã trở thành Viettel. Mỗi người trong tập thể chúng ta đều từng có chung một mong muốn và khát vọng, đó là đưa hóa chất của người Việt vươn xa ra thế giới. Trong suốt hành trình 20 năm, một chặng đường tuy chưa phải là dài nhưng không hề ngắn, tập thể ban lãnh đạo Viettel đều thấy được tất cả nỗ lực thầm lặng của mọi người. Đó là sự cần mẫn, không một lời than thở của những người công nhân tăng ca để kịp chuyến hàng cho khách. Đó là sự cống hiến âm thầm bất kể ngày hay đêm của những người lái xe đi giao hàng ở khắp mọi nơi trên Tổ quốc. Anh chị em khối văn phòng tất bật giấy tờ, chăm chút cho công việc. Tất cả những sự cố gắng của chúng ta đã được đền đáp phần nào. Viettel nay đã trở thành một trong mắt xích quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi cảm thấy tự hào và vô cùng hạnh phúc. Xin được tri ân tới tất cả mọi người. Thành công này là của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Viettel, bản nhạc 20 năm được tạo ra từ thanh âm của sự chân thành, kiên trì và bền bỉ. Bản nhạc đó sẽ còn được vang mãi trong nhiều thế hệ người Viettel. Viettel vững bước tiến tới tương lai.